Mến chào quý cô chú anh chị đến với nhà vườn của chị Nguyễn Hạnh trên kênh LTK Bonsai ha. Thì hôm nay kênh đến giao lưu với cô chú anh chị mình một lô cây kiểng bonsai nha. Vườn nhiều mặt hàng nha quý cô chú anh chị mình, xem clip mình ưng ý cây nào thì gọi điện trực tiếp với chị Nguyễn Hạnh ha. Thì số điện thoại liên lạc của nhà vườn thì kênh ghi trên tiêu đề nha. Đó. Có hàng chưa làm nữa quý cô chú anh chị, có số lượng luôn ha quý cô chú anh chị mình. Rồi không làm mất thời gian quý cô chú anh chị, mình gặp chị Hạnh để báo giá như đo thông số cho quý cô chú anh chị tham khảo nha. Rồi chào chị Hạnh. Rồi chào khán giả kênh LTK Bonsai ha. Hôm nay nhà vườn em quay một clip mới nha. Hôm nay có siro rồi me chua rồi cần thăng xăm núi trái rồi phô trang ha. Muốn giao lưu với tất cả anh em qua số điện thoại là 0902884129 nha. Trước tiên vô cái phôi số 1 là cái phôi siro nha. Đó. Cây siro. Cây này bông trái thì rất là đẹp ha. Cái này khoảng chừng tháng nữa là có trái rồi đó. Nó ra chồi như vậy nó già lại là nó có bông có trái liền. Cây này cao khoảng 46 nha. Cây sống khỏe, em thường chậu sống khỏe luôn. Chỗ này là 29 nha. Đó, mùa nóng này mình pha nước siro mình uống rất là mát nha. Rồi cây số 1 có giá là 500, ở số 0, 500 em bao sống bao xíu luôn nha. Rồi số 1 cũng là siro luôn. Cái này một tháng sau là có bảo đảm là trái sum xuê luôn. 44 là cao. Và đây là 32 nha. Rồi 500.000 đồng cây số 1. Rồi cây số 2 vẫn là siro luôn. Cao nó 29. Củ đây là 32. Một thân thôi nè, một thân một cốt nha. Nên nhiều nhánh rất là đẹp. 500.000 đồng luôn. Số 3 nha, siro. Cây này cao khoảng 25 ha. Đây là 35 nha. Đó, gốc này rất là già rồi, 500.000 đồng luôn. Em bao sống bao xếp luôn nha. Rồi cây số 4 vẫn là cây siri luôn, ố siro luôn. 30 là cao. Chỗ này 28 nha. Rồi 500.000 đồng. Cái này làm lên phôi me chua nha. Cái nãy phôi phôi siro số 4 mà cây me này cũng số 4 nè. Em ghi lộn số rồi, cây me số 4 nha, cây phôi siro nãy là số 4 luôn nha. Rồi cây này cao 62. Đó, củ như củ sổ dài như bông giấy nha nè. Em đo cái củ đây cho anh em mình tham khảo nè. Củ đây 40 nè. Đó, cây me rất là quái. Củ rất là đẹp, củ mình trồng còn trong khai thác trong thùng này nữa nha. Đó, em củ còn nằm dưới này nữa, nó sẽ dài như bông giấy nữa. Rồi 400.000 đồng có phôi số 4 này. Rồi, số 5 một cái phôi me chua rất là to đây. Cao nó 32. Củ chỗ này tới 55 rồi. To lắm nha. Rồi 400.000 đồng luôn cái phôi số 5 này. Số 6, một cây phôi me chua dáng bài. Bài cực bài luôn. Dính dày giùm em. Củ ở đây 50. Bài nó 55. Rồi cái phôi này có giá là 600.000 đồng. Cái phôi cực kỳ đẹp nha nè. Rất là quái luôn. Số 6. Rồi cái phôi số 7 nha. Cao nó 50. Củ đây 33, 34. Rồi cái phôi này có giá là 350.000.
Rồi phôi số 8 nha. Cao nó 4-15. Củ đây 31 nha. Rồi phôi này cũng 350 ngàn luôn. Sửa cái phôi này lại cho mẹ. Đưa cái viết cho chú Hạnh. Cái phôi số 9 rất là quái luôn nha. Cao nó 60. Đó, cái củ như bông giấy vậy nè. 40 ha. Đó, cái độ củ xà dài 26. Rồi, cái phôi này có giá là 400 ngàn. Rồi, tiếp tục số 10. Cao 60. Đế nó nè. Về mình khai thác trong thùng mình lấy còn nguyên trong thùng đó nha. Củ đây 49. Rồi 400 ngàn đồng khoai số 10 nè. Số 11 nha. Cao nó 55. Cái củ đây nó 34. Đó anh em thấy không? Cái củ nó sắn. Giống hệt như củ không giấy luôn. Rồi cây này 400 ngàn đồng. Số 12. Đây cho bạn. Một cây dáng bay luôn. Cho bay luôn. Bay ra 55. Đó anh em nhìn thấy cái củ nè. Củ nó nằm còn nằm trong thùng nè. Đó. Về mình tha hồ mình khai thác cái củ nè. Cái củ nó dài ra tới vậy nè. 30 mấy rồi. Rồi củ này 400 ngàn đồng. Số 12. Số 13. Cây này 55 là cao. Đó anh em thấy độ dài số cũ nè ha. 20 mấy rồi 30. Cũ đây 35. Rồi cái miên này có giá là 400 ngàn. Cây số 14. Cây 60 là cao. Cũ nằm đây 47 ha. Rồi cái miên này có giá là 350 ngàn thôi. Sửa cái miên này luôn nè. 350 ngàn. 350 ngàn. Sửa cái miên đó là 50 là cao. Cái này 46. Đó thấy không? Củ nằm nguyên trong thùng này ha. Còn nhóc trong này luôn. Rồi cái này cũng 350 ngàn luôn. Cái số 15. 350 ngàn. Số 16 vẫn 350 ngàn luôn nè. Là cao. Đó, về mình trồng tha hồ mình tạo dáng luôn rất là đẹp luôn. Củ đây 39 nha. Về mình trồng khỏe mình khai thác cái thùng trên. Củ sẽ còn nằm xoắn nguyên trong cái thùng này luôn. Rồi cái này 350 ngàn luôn. Để thiếu xuống đây. Rồi cây số 17 vẫn 350 ngàn luôn nha. Cao nó 42. Củ nằm đây 43. 350 ngàn đồng luôn. Cây số 17 nè. Rồi cây số 18. Bài 50. Rồi cây số 18 có giá là mất rồi. 400 ngàn đồng. Số 18 400. Cây số 19. Bay đây là 54. Củ đây 37. Rồi cây này 350 ngàn nha nè. Cây số 20. 44 là chiều bay nha. Cái củ nằm đây rất to nè. Em đòi dòng củ đây là 49 luôn. Rồi 350 ngàn. Cây số 21. Cao nó 45. Chỗ này 48 nha. Rồi củ này 350 ngàn luôn. Lấy cái bút lâm sửa cái này lại 350 ngàn chứ. Số 22.
cặp lồng ông thấy đâu đó đó, 3, 4, 14 chỗ đây 41 nè, rất là đẹp luôn, chỗ này cũng có giá là 400.000 đồng luôn. Cao 50. Cũ đây 32. Cây này có giá 300. 300 ngàn đồng ở số 23. Cây số 24. Cao 50. Cũ đây 40. Cũ rất là đẹp như này. Rồi cây này 400 ngàn đồng. Cây số 25. Cao 55. Cổ đây 35. Rồi cây này có giá là 300 350 nha. Rồi cây số 26. Cao nó 45. Cổ đây 39 nha. Đó, củ mình khai thác tự do xuống dưới ha. Trong này còn rất là nhiều củ trong này ha. Rồi cây này có giá là 300 350 nha. Cây số 27. Cao 55. Củ ở đây 47. Rồi cây này 350 nha. Cây số 28. Cao 58. Cũ đây 39. Đó, cũ này còn nằm. Rất dưới rất nhiều nha nè. Rồi cây này có giá là 400. Cây số 29. Bay nó 50. Mấy cây cưa đâu không được rồi. Cái cũ này rất là quái nha. Cây này 350 nha. Cây số 30. Cao 56. Cũ đây 35. Rồi cây này 400 ngàn thôi, sửa cây này là 400 ngàn nha chị. Cây số 31. Rồi ba cây này khoảng 49. Cũ đây 45. Rồi cây này có giá là 400 ngàn đồng, sửa cây này luôn, 400. Cây này cao 48. Cây này có giá là 300 ngàn. Đây 350, sửa lại 300 à, còn 300 à nha. Rồi cây số 33. Cây này là 350 nha nè, cây này rất là quái đây. Bay đây là 44. Đó, một cây me quái như vậy 350 ngàn đồng. Rồi xuống đây. Còn cây me kìa. Còn cây me kìa. Hết sao? Rồi cái này là lên cần thăng nha nè. Rồi mỗi cặp nhà em bán đồng giá là 350 nha. 350 nha một cặp cần thăng. Sống khỏe nha, 30 là cao. Cây này củ rất to nè, củ 38 nha. Đó, 350 ngàn đồng một cặp số 34 nè. Số 35. Cao nó 24. Cũ đây nó 38. Rồi 350 một cặp. Rồi số 36.
cao nó 20, củ đây 42 nha, củ rất là đẹp nha. Rồi 350.000 đồng. Cặp số 37, cao cái này 18, củ đây 31 nha. Rồi cặp này cũng 350.000 luôn. Rồi cặp số 38, cao 26, củ này 36, 350.000 đồng một cặp. Rồi số 39 nha, cái này cao 30, củ cái này 36. Đó, một cặp như vậy 350.000 đồng em bao ship tới nhà luôn. Rồi 40, cao nó 24, củ đây nó 32. Rồi 350 nha. Cặp số 41 nha, cặp này rất là to nha, cao nó 28, củ đây 41 nha. Đó, cái cặp này, cái củ này rất là to nè, củ này rất là đẹp nè. Rồi 350 nha. Cặp số 42, cao nó 20, củ đây nó 37. Rồi 350.000 đồng. Cặp số 43, 350.000 đồng luôn nha. Cao cái này 30, củ cái này 44. Rồi cặp này 350 luôn. Cặp này rất là rẻ nha nè. Rồi xăm đen lên còn mấy cặp xăm trái nữa ha. Bữa nay em bán xả vườn luôn, xăm trái như vậy. Còn mấy cặp cuối clip em bán hôm nay em bán 350 cặp thôi. Còn có mấy cặp nữa hết luôn rồi, xả vườn luôn em bán rẻ. Bữa nay sổ rẻ luôn nha, 40 là chiều 3 nha. Ngày nay 400 em bán 350 thôi. 18 ở đây nha, đế mình còn khai thác cái chậu luôn. Rồi 350.000 đồng luôn, hôm nay xả vườn cho anh em mình chơi luôn. Rồi 45, cây đã sống khỏe hết rồi nha. 42 là cao, 3 triệu bay đó. Chỗ này 17 nha, cây rất là già rồi, cây đã sống khỏe hết rồi nè. 350 luôn. Cặp số 46, 24 là chiều đổ xuống đó nha. Mấy cái này là nó lên xù cho nên em 19 ở đây ha. Mấy cái này lên xù luôn, cái này cũng lên xù luôn. Rồi 350.000 luôn. Rồi 47 luôn. Bay đây là 28. Chỗ này là 18 nha. Rồi 350.000 đồng. Cặp số 48, bay đây là 29 nha. Chỗ này là 19, đế rất là lực luôn nha. 350.000 đồng. Rồi 49 nha, bay xuống đây là 36, chỗ này 20 nha. Rồi 350.000 đồng. Rồi cặp số 50 nha, 29 là chiều bay đó nha. Chỗ này 17. Rồi 350 luôn. Rồi cặp số 51, 26 là chiều bay nha.
Cái này 19 hay 18 đi. 350.000 đồng. Rồi gặp số 52. 30 là chiều 3 xuống à. Cái này 16. Đấy cực kỳ đẹp rồi, 350 nè. Cặp này 3 bán xuống đây 30, cặp số 53. Cặp này đế đẹp nha nè. Chỗ này 17 nha. Rồi 350.000 đồng. Cặp số 54. 28 là chiều bay xuống đó ha. Dáng cực kỳ đẹp nha. Chỗ này 16 nè. Rồi 350 ngàn luôn. Để cho nằm luôn. Rồi cặp số 55. Cái này đổ xuống đây là 26. Dáng rất là đẹp nha. Rồi chỗ này là 19 nha. Rồi 350 ngàn đồng luôn. Cặp số 56, 28 là chiều đổ xuống nha. Chỗ này 20. Rồi 350 ngàn cặp này luôn. Rồi cặp số 57. 37 là chiều quay xuống đó nha. Cái này 17 đây nha. Rồi vẫn 350 ngàn luôn. Rồi cặp 58 nha nè. 32 là chiều 3 xuống. Chỗ này 17 nha, 18. Rồi 350 ngàn đồng. Nên phôi trang ha, cái này là phôi trang đỏ nha. Cây đã sống khỏe rồi, cây chuẩn bị có bông rồi. Mỗi cặp nha, trang đỏ này em bán 350 một cặp nha. 13 là cao. Tổng đây 18. 350.000 đồng. Phôi đỏ đế rất là đẹp nha nè. Rồi xuống nè. Này vẫn một cặp phôi đỏ nha. Trang xưa nha. Cái này là trang xưa nha nè. Cây này 322. Chỗ này 17. 350.000 đồng một cặp. 61. Vẫn 350.000 đồng luôn nha. Cao nó 30. Chỗ này 18. 350 một cặp luôn. Em bao sống bao ship luôn. Cây này về khoảng chừng tháng nữa là có bông mà. Cây này cao nó 19. Chỗ này nó 18. 350.000 đồng nha. Rồi, này cũng một cặp trang đỏ luôn. Này có cành bay đẹp lắm nha nè, 32 là cao. Chỗ này nó 20. Rồi 350 một cặp này luôn. Rồi cặp 64, chẳng 350 luôn nha nè. Cái này 28 là cao. Chỗ này là 18. Rồi cái này 350 nha. Rồi, này mấy cặp này trang vàng nha, trang vàng lá nhỏ nha, trang vàng em bán 300.000 một cặp nha. Còn mấy cặp cuối vườn em xả vườn luôn, 300.000 một cặp trang vàng này, 14 là cao. Tổng đây 21, 300.000 đồng, em bao sống bao ship luôn. Cái này là 66, 16 là cao, eo đây là 23, 300.000 đồng. Cây này cao 15. Rồi tổng đây là 33 nha. Rồi 300.000 đồng nha nè. 68, những 300.000 đồng luôn. Cao nó 16.
tấm này 34, 350 ngàn đồng luôn. Ủa 300 hả? Cân trang vàng này 300 hả? 69 luôn, 300 ngàn đồng, 20 là cao. Chỗ này nó 39, 300 ngàn. Số 70. Cái này cao khoảng 10. Em chỗ này là 22 à. Rồi cặp này 300 luôn. Rồi số 71. Cao nó 20. Chỗ này nó 36. 300 ngàn em bao sống luôn. Cây số 72. Cao nó 14. Tổng là 34. 300 ngàn đồng. Cây số 73. Cao nó 16. Tổng đây nó 33. Rồi 300 ngàn đồng luôn. Rồi cây số 74. Cao nó 20. Tổng đây 28. Cây này đế rất là lực luôn nha. 300 ngàn đồng một cặp như vậy. 75 chim. Rồi. Phôi sâm hương nha nè. Này sâm hương Đài Loan ha. Cao nó 38. Cây đã sống khỏe à. Sâm hương sao mà khi mình lên chậu lá nó sẽ rút lại, nó sẽ nhỏ như thế này nha. Đó. Cây nằm đất thì lá nó to vậy, khi lên chậu lá sẽ bị lơ còn bị lớn vậy thôi, rất là đẹp nha. Chỗ này 24. Rồi 400 ngàn một cây sâm hương này. Rồi cây số 76 cũng là sâm hương chim dừa thôi. Cây này cao 52. Chỗ này 25. Rồi cây này vẫn 400 ngàn. Rồi cây cuối clip của nhà vườn em hôm nay luôn ha. Rồi cảm ơn anh em trong thời gian qua ủng hộ nhà vườn bên em nha. Hẹn gặp lại anh em mình clip sau nha.